Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hải Phòng 24/7 của báo Hải Phòng Điện tử. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin quan trọng được đăng tải trong báo Hải Phòng hàng ngày số ra hôm nay, mùng 6 tháng 7 và phụ chương pháp luật thành phố Hải Phòng số 964. Như thường lệ, trang nhất, trang 2 và trang 7 báo Hải Phòng số ra hôm nay đăng tải các tin về các hoạt động, sự kiện mang tính thời sự của thành phố diễn ra trong ngày 5 tháng 7. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu Bến Rừng, dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân, cải tạo đường tỉnh 352 và một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kết nối với thành phố Hải Phòng. Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính thành phố Hải Phòng với chủ đề chuyển đổi số, nâng tầm giá trị. Đoàn giám sát Ủy ban Pháp luật Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, kết hợp khảo sát về luật nhà ở tại thành phố. Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và diễn tập phòng chống tấn công an ninh mạng trên địa bàn thành phố năm 2023. Từ đầu năm đến nay, người dân nhiều xã khu vực nông thôn liên tục phản ánh về tình trạng nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hay còn gọi là nhà máy nước mini không bảo đảm chất lượng. Đây là những nhà máy nước được xây dựng từ nhiều năm trước với công suất thấp, công nghệ lạc hậu nhưng lại không đủ điều kiện để cải tạo, nâng cấp. Làm thế nào để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt phục vụ cuộc sống của người dân nông thôn? Bài viết đưa nước sạch phục vụ người dân nông thôn sớm thay thế nguồn cấp. Trên trang 3 đưa ra phương án liên kết triển khai cấp nước giữa công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng và các nhà máy nước mini. Trong những ngày gần đây, Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng đón nhận hàng trăm trẻ em đến khám, điều trị do mắc bệnh viêm phổi, tăng 20% so với thời điểm cách đây 3 tuần. Trong đó có viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma gây ra với các triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Bài viết gia tăng trẻ em mắc bệnh viêm phổi trên trang 7 báo Hải Phòng ngày hôm nay khuyến cáo, nếu không chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, bệnh trở nên nghiêm trọng, dẫn tới trẻ suy hô hấp và nguy hiểm tính mạng. V-League 2022, câu lạc bộ Hải Phòng đua tranh quyết liệt ngôi vô địch và kết thúc mùa giải với ngôi Á quân. Mùa này, do biến động lớn về lực lượng nên không ít người bày tỏ lo ngại về kết quả thi đấu. Tuy nhiên, tại V-League 2023, qua 13 vòng đấu, đội lọt vào top 8 đội dẫn đầu để hướng tới thứ hạng cao. Chuyên trang thể thao trên trang 5 báo Hải Phòng ngày hôm nay có bài viết V-League 2023, câu lạc bộ Hải Phòng hướng tới thứ hạng cao. Theo bài viết, mặc dù có khởi đầu không mấy suôn sẻ, nhưng đương kim Á quân Hải Phòng đã trụ hạng thành công. Toàn đội khá thoải mái hướng tới hai đấu trường lớn. Với việc bổ sung dàn cầu thủ ngoại cùng sự trở về của cầu thủ người Hải Phòng, đội bóng đất cảng nuôi tham vọng đoạt thứ hạng cao nhất mùa này. Cũng trên chuyên trang thể thao, báo Hải Phòng ngày hôm nay thông tin về đội U15 Hải Phòng dự giải vô địch bóng đá U15 quốc gia 2023. Trên các trang báo Hải Phòng ngày hôm nay còn có một số bài viết đáng chú ý như: Huyện ủy An Lão đẩy mạnh kết nạp đảng viên là học sinh. Huyện An Dương từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, ngăn chặn buôn lậu xăng dầu trên vùng biển phía Bắc, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các địa bàn. Phòng chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của toàn xã hội. Ngày hôm nay, báo Hải Phòng phối hợp với Sở Tư pháp phát hành phụ chương pháp luật thành phố Hải Phòng số 964 với nhiều thông tin mới nhất về các văn bản chính sách của nhà nước và một số văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng. Mục văn bản chính sách mới trên phụ chương pháp luật số 964 ra ngày hôm nay thông tin về hai văn bản đáng chú ý, đó là thông báo số 252 của Văn phòng Chính phủ ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có việc công khai cán bộ, công chức viên chức để chậm trễ, gây phiền hà, và quyết định số 976 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên thông điện tử cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cùng với đó, bạn đọc sẽ có thêm những thông tin chi tiết về Nghị định số 39 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mục vấn đề bạn quan tâm mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về việc phân chia di sản theo di chúc và theo pháp luật.
Theo báo cáo kết quả tổng kết 5 năm, từ năm 2018 đến 2022, thực hiện luật thi hành tạm giữ, tạm giam, phổ biến giáo dục pháp luật về tạm giữ, tạm giam, công tác này trên địa bàn thành phố đã có những kết quả nhất định. Trong mục Hoạt động tư pháp pháp luật, phụ chương pháp luật kỳ này tổng hợp hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố trong việc tích cực phổ biến giáo dục pháp luật về tạm giữ, tạm giam. Cùng với đó là thông tin về hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Hoạt động hướng dẫn cài đặt ứng dụng THP On và truy cập website của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 06 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 39 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Trong đó, thông tư bổ sung mục 3 chương 2 hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử. Đó là nội dung được đề cập tới trong bài viết bổ sung quy định cho vay bằng phương tiện điện tử trong mục mỗi ngày một điều luật. Một công khai văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng thông tin một số nội dung cơ bản của luật phòng chống rửa tiền được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 15 tháng 11 năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước có thể tìm thấy những thông tin hữu ích trong bài Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước, trích nội dung chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hải Phòng 24/7 của báo Hải Phòng điện tử. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.